Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp và phê chuẩn quyết định khởi tố 6 đối tượng liên quan trong vụ hỗn chiến ở cầu Nhị Thiên Đường vì hành vi gây rối trật tự công cộng có tổ chức. Theo điều tra bước đầu, hai băng nhóm trẻ tuổi do hai đại ca cầm đầu có mâu thuẫn với nhau từ trước. Đến tối ngày 6 tháng 10, hai băng nhóm khoảng 60 người cầm hung khí hẹn nhau tại khu vực Ba Đình, phường 9, quận 8 để giải quyết. Để tránh chém nhầm, Hai bên thống nhất dùng tay áo mưa cột bên cánh tay và đeo khẩu trang làm ám hiệu. Tuy nhiên, đang trên đường đến điểm hẹn thì hai bên gặp nhau tại cầu Nhị Thiên Đường và xảy ra hỗn chiến, trong đó một người đi đường cũng bị chém nhầm phải nhập viện. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an quận 8 đã truy xét, bắt giữ được 6 người liên quan, thu giữ 8 xe máy cùng nhiều hung khí tự chế. Hiện công an đang mở rộng điều tra và kêu gọi những người có liên quan ra đầu thú.